màu hồng là màu của công chúa. Hôm nay chân lại mất xô rồi. Chung là cách thật ha. Hay chung là hậu cầm đã xuyên suốt đó. Mặt mập luôn nè, thấy không? Về quê nhanh cái gì chung, về quê lên nhanh chứ. À, em về bữa thứ tư, thứ sáu mưa nè. Về 2 ngày về đám giỗ thôi. Ừ, giờ mới hỏi nè, hôm trước là chị nghe định là về quê xong để cho My là làm lại show cái ở lại với My luôn là sao? Vợ chồng gắn kết nhau, không đỡ lìa xa đúng không? Bỏ đứt ruột. Đứt ruột, đứt gan. Năn nỉ, cũng gán như sao vậy? Thì đôn show đây một ngày. Ôi, dạ. Vậy là em ở lại là vợ năn nỉ chứ không phải là em ở lại, mình muốn ở lại phải không? Dạ không, nói chơi tại cũng mắc diễm á. Tại bữa cũng xuân cũng thấy ở sổ công chúa có mình Nu My à, thì bây giờ em cái Nu My cũng đủ em nè, cũng quả cái ba đứa hợp lại làm một chương trình sổ số công chúa, với lại sẵn mình bán vé Loto online luôn, công 2 triệu đó. Hát cũng chỉnh, hát cũng bài tiết mục rồi ra. Mùa này thấy gì quyền bán nhiều đồ lắm nha. Rồi đó là khán giả thích cái điệu nhảy mở màn của ba chị em. Bữa nào em bữa nào nhớ lại và nhảy full bài luôn, nhảy full luôn đi, buổi nhảy ít quá. Thì bữa nào tụi em tập nhảy cho nghe xem, tại vì lúc đó làm diễn xong còn thấy còn hứng quá. Quý uống tiktok cho vui. Omega 3 và canxi, đã cập bến rồi, dầu thơm nữa. Thì Quyền có thời gian, Quyền sẽ bắt đầu Quyền ra Quyền bán. Nhận rồi đó. Tại vì từ bên Mỹ mà gửi qua, mọi người biết là bên Mỹ nó rất là dịch này nè, ta khó vận chuyển á, mấy tháng trời, 2 tháng trời mới được đó. Sắp tới Quyền có bán kẹo nè, collagen bằng kẹo nè, mọi người có thể là nhai 2 viên một ngày, không cần uống. Ngày mai đi anh Quyền đi, chị có đi không? Không, ngày mai không biết, chị chưa nghe nói. Chung có đi không ta? Chung có trực văn phòng mà, văn phòng công văn chứng phòng. Ngồi ông xua cũng có công chứng gì hết trơn, tính nộm á, tính nộm á. Rồi xong rồi, mọc tròn mọc vuông mà giữ hết. Baby nói cho mà nghe, tiếp năm nay anh còn trẻ. Hôm nay ba người với lộn mà đúng hôm nay mình sợ mấy đứa này nó biến mất tiêu vậy. Ấm mặt mắt đi làm. Đúng rồi, mình vô làm biết ẩm tôi đi. Biến mẹ. Không, mà cũng vậy nha, từ lúc mà ẩm mới hát đây tao mới biết được bây giờ. Chứ thật sự là cũng nó là bóng không mà. Đúng rồi. Tự nhiên nó hát, tự nhiên lúc trước bóng cũng được hát, tự nhiên giờ tự nhiên biết bi đê kỳ vậy ta. Không có nghiệp thì chứ. Vậy công giấu cũng chết luôn. Sao mà nó là ẩm giấu. Đây nè, mới đầu vô nữa là đàn ông đó, là bóng đó, bóng kính đó. Tự nhiên vô cái làm đàn ông cái thấy thôi. Giờ biết bóng lộ. Lộ luôn, cái đầu cũng vô đúng là sẵn vô là được nước rồi. Đầu kêu làm con gái luôn là làm luôn rồi, giống chị. Thấy không? Dạ. Lắm đàn thì nói là tiêu chức thuốc môn đúng không? Cái ngày chị thắng thuốc môn, chị chức thuốc môn. Bây giờ hai cái chồng nó nổi rồi. Nó làm 2 thứ luôn. Là ở trên đó, là ngược là 4, là 50 triệu. Ở dưới là 95 triệu, 145 triệu. Dốc, có cái nhà có biết không? Ở nhà nó biết nhưng mà đừng có nói. Giống không là không. Cái bữa đó là nó nói là xin bên công ty đó, là đi ra, đi ra. Cái du lịch, khi du lịch cũng thế. Là giống như đi tất cả một thứ gì đó, nó nói gì đó, phải tại vừa bệnh. Nhưng mà có 16 ngày là về rồi, đưa tiền cọc rồi. Rồi con vợ nó làm sao trời? Thì nó quyết định rồi mà, sống chính mình mà. Bỏ. Bây giờ nó nói con ghệ nó luôn. Bỏ luôn. Thì ví dụ cái thằng đó cho tiền nó nè. Ừ. Cũng như thằng đó ủng hộ nó, thích là nó bây giờ là giống như là tao thương thì tao nói ví dụ nợ cũng muốn cái gì thì cũng được cho nó. Là con hợp nói chuyện với xong, là 2 đứa đầu xong. Nếu mà xong xuôi tất cả mọi thứ rồi, đầu tóc hơi lợi lợi thì nó sẽ nấu tóc. Nói tóc xong 2 đứa đặt bằng thương. Trời ơi, tự nhiên nó làm tốt, cái tự nhiên chuyển qua. Em ơi, tại vì ngày xưa thì người ta không biết. Bây giờ thì ví dụ người ta sống trong môi trường này, người ta đã biết, người ta hiểu là sống thật với chính mình thôi. Ví dụ giống như em vậy đó. Trời đất ơi, sao em sao? Chung sao? Đó, không. Bây giờ là em cũng đó, là tướng thừ, rồi giống thanh niên này. Không, sao nói chị kể với em mà chị cũng vậy mà. Không có, chuyện là từ chị bóng trong trứng cưng. Không, nhưng mà nói chuyện hình, chị
chị làm tốt. Đó, không có tốt bóp gì đây cho nên chị làm bóng trong trứng. Nhưng mà đẻ ra chị là biết chị bị từ khi mà chị biết từ cái ấy là chị là biết chị làm bóng rồi. Mình cà lâm không vậy? Có cà lâm, chị phải nói thật sự chứ không phải là trà trộn quỷ ma yêu quái ở đây. À, bóng thì bóng đi. Trời nó có đi quyền đi được quyền. Em biết chị biết thôi nha. Với lại khoảng vài ngày người trong hai kênh này biết thôi nha. Chứ không ai biết hết đâu. Nói đi, tội nghiệp nó. Không, cái clip này anh sẽ ẩn để chế độ riêng tư mà người ba người coi. Thế sao không? Không, không. Nó thật sự là đi á, là đặt vé máy bay rồi. Là trước khi đi qua đó đó, là đi qua bên đó là mình làm phần dưới trước. Làm đúng khoảng chừng 5 đến 7 ngày sau á, là mình mới làm phần trên. Chứ không thể nào mà mổ hai lần được tại vì sức khỏe nó bị yếu. Mà qua đó là bắt buộc là phải làm gì đó. Là trước khi mà qua bên đó nó sẽ tiêm hormone mình vô là bên đây là cái phần này nó sẽ có nhiều chặt hơn nữa. Hay lắm. Nó chỉ cần nó giãn cái cơ ngực. Nó ngộ đó. Cái thuốc bên Thái Lan rất là hay. Nó chích một cái là nó nở cái phần này là mình đặt rất là đẹp. Trời ơi, chấn động nha, về Sài Gòn ăn thử bây giờ. Không lấy tên ẩn ẩn nữa. Không lấy tên ẩn ẩn nữa. Người đẹp chuyển giới từ Thái Lan. Lâm nức Tâm nức. Không, Lâm Tâm Như. Trời ơi, cái tên mà chuyển giới Thái Lan mà lấy tên Hồng Kông. Mình thấy coi ngang được không? Lâm Tâm Như. Nghe gì đời này nghĩ dễ chắc là do tập trung làm việc kiếm tiền. Không phải. Thứ nhất chị nói nghe nè. Nếu mà chích hormone á, tại vì mình là mới đầu là mình là ví dụ nam hay nữ gì cũng vậy hết. Ví dụ mình chích một cái tiết tố, một cái hormone khác lạ vô thì nó hai cái nó sai để nhau. Ví dụ như là mình nam thì mình chích thành nữ thì nó yếu điệu. Nó giống như là thì nó chích hormone nữ thì nó sẽ có những cái thành phần của nó đẩy lùi cái phần nam trong người mình ra, nó sẽ bọc cái nữ mình lên là thích chiều chuộng, yêu thương tỉ mỉ tất cả mọi thứ. Ví dụ như là ví dụ bên mấy người mà lét á thì người ta chích nam vô thì người ta sẽ một gấu, có thể là một cái lông tai lông chân thế này thế nọ vậy đó. Nhưng mà chuyển giới nữ á nó khó hơn là chuyển giới nam. Chuyển giới nam dễ, uống thuốc hay là làm gì rất là dễ, còn nữ thì cũng nhiều. Chuyển từ nữ thành nam là khó hơn. Nữ thành nam thì tại vì em biết sao không? Phải thêm hơn. Tại vì người ta là con gái thì nó không phải giống như á, mình làm cái đó là giống như người ta con gái thì nó phải có cái chu kỳ của họ. Còn bên nam thì nó rất là dễ rồi, không có gì trơn trọi, đúng không? Có thể nữ phát triển bên đây cũng có. Nên nó nữ, nói chung là nữ thì tụi mình cái bằng đó. Mà em thắc mắc nha, ví dụ như thằng má ví dụ như chị á, chị chích không một nam vô chị đi lấy giấy vợ được không? Mày hỏi câu này là tao hỏi bây giờ tao lấy vợ tao làm gì má? Tao cho OBD môi hả? Không, chuyển mà có thích nữ không? Cái gì thích vô rồi thích nữ là sao? Bà nội tự nhiên tao bên Hoàng Lương mà thôi, Hoàng Lương. Rồi còn gì nữa Hoàng? Rồi gửi mẹ bên kia cho rồi còn gì nữa rồi Hoàng? Nó cùng nó đi như vậy. Chết xong rồi gắn lại. Gắn là không được, là có tật luôn rồi đó. Gỡ cái này ra. Gỡ cái này thì được, nhưng mà dưới thì sao? Mai lỡ thì sao? Tiểu má. Trời đất ơi. Mày ăn nói gì sao đâu. Mà sao hồi xưa chị không chích nó mô nam với mình thẳng trai luôn. Tự nhiên mình BD mình chích nam gì bà nội. Cho thẳng trai. Không được. Nhưng cần cái gì đó. Cần nha, bữa hổng vậy. Dưới đám cưới á là ở nhà không ai biết nó BD hết trơn á. Ở nhà là có người thứ năm là biết nó biết BD là tóc dài luôn rồi. Bữa lai xong. À biết. Là cái bà đó là mới rồi tưởng là ô môi không à. Cũng lầm nha, tao cũng tưởng ô môi thiệt nha. Nhưng mà xuống dưới là má ta làm BD. Má ơi. Bạn với nhà cần nó thì với nhà cần thì bóng kính nhiều lắm. Mày xứ đó hình như là chắc người ta có lẽ là ví dụ như cha mẹ ở dưới quê thì người ta sẽ không hiểu mình cần nói gì vậy đó. Rồi bây giờ từ lúc chị về đó là gia đình đã biết mình cần như thế chưa? Sao chị cũng tốt bố. Ủa mà cần nó kẹo dưới kẹo chưa không chị? Thằng cần hai kẹo, kẹo nào nó cũng lụm hết trơn á. Nó lập kẹo gì nè, trên dưới trên gì nè, đúng không? Đó kẹo nào nó cũng ăn hết trơn. Gặp kèo trên thì làm kèo dưới, mà gặp kèo dưới là làm nói chung là cần đa tài đa dạng, sắc mặt muôn vẻ. Sắc mặt muôn vẻ. Muôn qua kỳ diệu. Chiếc đấu diệu kỳ. Chiếc đấu diệu kỳ. Bà ơi nó diệu kỳ, bà nổi đâu cái nhà cái chiếc đấu diệu kỳ. Chiếc nó kỳ diệu, hiểu không? Đó. Đó, cũng như là giúp đổi gì đen đó. Nhưng mà muôn vẻ quá. Không, nói chung ra mai mốt là trong đầu mình sẽ có những người chị dưới hết.
tại vì biết sao mình không tiếp xúc và mình không va chạm tới, ví dụ xong đó thì mình là mình có ước ao, mình có khát khao, mình làm cái đó rồi từ từ mình làm, mình dành dụm tất cả mọi thứ bắt đầu mình tại vì mình đi ra đường thì mình đi một ngày đàn hoặc một sàn khôn thì mình thấy ta làm đó thì mình từ từ mình sẽ tìm hiểu. Chứ bây giờ công nghệ rất là dễ, lên mạng thì ta sợ ra và tất cả mọi thứ là chuyển giới như vậy rất là dễ, ta thấy cũng bình thường. Nhưng mà bước lên cao một rất là sợ, sợ lắm luôn á. Ai cái chuyện gì cầm phim cái gì tự nhiên là sợ lắm, nhưng mà lên đó là tự nhiên tim mê vô rồi là không biết gì hết, là xong, cái gì là thành công. Hôm nay nói san san quá chị ơi. San san chuyển luôn rồi đó. Điên hả? Chuyển rồi. San san chuyển luôn rồi đó, có chồng rồi đó cứng. San san đó, san chột đó. Cái gì cười? Không biết danh mà, ở đây có ai biết đâu. Thôi, nghe nói má sữa rồi. Mà, không mà thấy san san cứng thì cái bộ má lần luôn rồi đó. Lấy ga lấy vô mà lần này nó ok rồi, cũng mừng cho nó. Mà nó chịu đau hay bất ngờ nhất là ẩn cái này thôi. Không có ẩn gì đâu. Thì chị bán chị chích thuốc cho nó mà. Dùng thuốc cố cho nó mà. Con My cũng vậy nè. Mà con My á, nó muốn nó hình như là chồng nó không chịu. Nó nói mày làm về xong tao bỏ mày. Nên bây giờ nó nghe lời chồng. Thấy mình cũng mê trai lắm. Chồng tao không có đâu má, tao thích là tao làm. Thiệt thật sự. Từ chồng nó ngồi đây. Chồng nó hay mà. Không, à? Chồng xuyên thấu thôi, xuyên thấu thôi. Nói chung là cũng My cũng yêu thiệt. Thôi. Nói chung là thích tình dục. Gia phu dân phụ. Đồ hãy chia ly. Liên duyên tình đời. Nói chung hai đứa này nói chung là quan hệ mờ ám. Nói gì? Tàu Việt mới vô ông gia kìa, mới nói xấu kìa. Vô ông gia gì? Tao nói là sự thật. Đúng không? Không. Trời ơi, tao nói mẹ kinh. Nếu mà mẹ cảm thấy vui về cái mối quan hệ riêng tư của người ta, mẹ thích ra đó thì mẹ cứ nói. Vừa không. Đó, giống như là chương trình là Diệu Kỳ tình yêu đó. Người ấy là ai? Người ấy là ai? Đúng rồi. Khmer cũng gì bước ra bóng tối cũng bị lộ ra cái Khmer và ta gặp ta nói luôn, từ khi mà Khmer ôm Khmer xong mình chia tay luôn. Khmer yên chờ giờ Khmer thôi đây là chị Huyền thành nhân vật đầu tiên nhân vật đầu tiên vô là hỏi sao mà ABC có tất cả xong rồi đó thì lên luôn xong rồi nó ào quá cho nó ào luôn. Sông dài màu tím qua lục bình, màu qua tím tím cho lòng ai nhớ quên. Không đeo bông trầm cây dài rồi, quên đeo rồi. Chị Huyền về lên quê hay là vẫn ở đây?